Danh sách rút gọn 30 cái tên cuối cùng cạnh tranh cho quả bóng vàng, danh hiệu cao quý nhất dành cho một cá nhân đã được công bố. Và ở đó, Rodri cùng với Vinicius chính là hai ứng cử viên nổi bật nhất. Đây thực sự không phải điều bất ngờ, dựa trên những gì bộ đôi này đã thể hiện với phong độ thăng hoa trong mùa giải vừa qua. Vậy thì Rodri có những ưu thế nào để vượt qua tiền đạo của Real Madrid trong cuộc đua lần này? Những tiền vệ trụ hay nhất không xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo. Họ ẩn sau đội bóng, nhưng khi đội bóng chơi tốt thì đó là vì họ xuất sắc. Pep Guardiola nói vào tháng 2 năm 2021. Những câu trích dẫn đó xuất hiện vào thời điểm Man City đang rơi vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất dưới thời Pep Guardiola. Họ bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải trước và đã có khởi đầu tệ hại trong mùa giải 2020-2021, để mất 16 điểm sau 12 trận đầu tiên. Nhưng kể từ đó, nửa xanh thành Manchester đã trở lại với phong độ của mình, giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp tại giải đấu bằng cách đánh bại Liverpool 4-1 tại Anfield, và Rodri chắc chắn góp phần quan trọng vào thành công đó. Pep đánh giá cao cậu học trò đồng hương, nhưng bản thân ông có lẽ cũng khá bất ngờ khi Rodri phát triển toàn diện đến thế. Ở trận chung kết Champions League cuối mùa giải năm đó, ông thậm chí còn cất Rodri trên băng ghế dự bị. Nhưng gần 4 năm sau, Rodri xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo trên toàn thế giới. Anh có thể không nhận được nhiều lời khen ngợi như các đồng đội Erling Haaland hay Phil Foden, nhưng tầm ảnh hưởng của anh đối với Man City và Tây Ban Nha hiện đã được thừa nhận. Rodri không ẩn mình sau đội bóng, anh trở thành trung tâm trong lối chơi của câu lạc bộ và đất nước. Qua đó, có cho mình hai danh hiệu lớn là Premier League và Euro. Bản thân anh còn được vinh danh ở hạng mục cá nhân, cầu thủ hay nhất Euro. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh kết thúc mùa giải Premier League mà không thua một trận nào, với cả 3 trận thua của Man City đều diễn ra khi Rodri bị treo giò. Lần cuối cùng tiền vệ người Tây Ban Nha thua một trận ở Premier League đã xảy ra vào tháng 2 năm 2023. Tầm quan trọng của Rodri tại Man City cũng như đội tuyển quốc gia là không thể bàn cãi. Ngoài nhiệm vụ bọc lót cho hàng thủ và phân phối bóng, anh còn lên tiếng bởi những bàn thắng và các pha kiến tạo. Rodri đã đóng góp vào tổng cộng 17 bàn thắng tại Premier League, nhiều hơn Bernardo Silva 2 bàn và nhiều hơn Kevin De Bruyne 3 bàn, chiếm 17% tổng số bàn thắng của Man City mùa trước. Huấn luyện viên Luis de la Fuente mô tả Rodri là một máy tính hoàn hảo, người điều khiển mọi thứ, cảm xúc, mọi khoảnh khắc theo cách tuyệt vời trong suốt hành trình chinh phục Euro của La Roja. Và sau khi họ đánh bại Anh trong trận chung kết, mặc dù Rodri phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 1, De La Fuente đã mạnh dạn gọi cậu học trò là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuyên bố đó được tiếp nối bằng lời kêu gọi: "Làm ơn, hãy trao cho cậu ấy quả bóng vàng ngay." Từ bao lâu nay, danh hiệu quả bóng vàng luôn dành cho những cầu thủ ghi bàn và xem nhẹ các cá nhân của đóng góp thầm lặng. Đó là lý do vì sao cho đến tận bây giờ, Rodri chưa một lần đứng trong top 3 của bình chọn, chứ đừng nói đến việc chạm tay vào danh hiệu cao nhất. Mùa giải 2022-2023, Rodri đã cùng Man City đoạt cú ăn 3 vĩ đại. Trong đó, anh chính là tác giả của pha lập công duy nhất trong trận chung kết Champions League với Inter Milan. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng giật giải cầu thủ hay nhất Champions League năm ấy, song rốt cuộc chỉ cán đích thứ 5 ở cuộc đua quả bóng vàng sau Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Kevin De Bruyne. Đây rõ ràng là một sự bất công lớn với Rodri, bởi anh đơn giản chưa được thừa nhận xứng đáng. Bản thân cầu thủ sinh năm 1996 hiểu lý do đứng sau cái gọi là sự bất công này và hoàn toàn hoan hỉ thay vì cay cú. Anh cho biết: "Điều này bình thường, tôi hiểu rất rõ cách mọi thứ diễn ra cho các giải thưởng cá nhân này. Chúng dựa trên marketing, tiền bạc và quảng cáo. Trước đây đã có những tiền vệ cũng là người Tây Ban Nha không nhận được những gì họ xứng đáng. Đây là một quan điểm mà ai cũng phải thừa nhận. Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets được coi là 3 trong số những tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Họ đã giành được mọi thứ có thể trong kỷ nguyên huy hoàng của Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha cách đây hơn một thập kỷ, song chưa một ai chạm được tay vào quả bóng vàng." Khi mùa giải 2023-2024 hạ màn, Vinicius Junior và Jude Bellingham là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2024. Nguyên nhân bởi cặp đôi này đã cùng Real Madrid trải qua mùa bóng đại thành công, góp công lớn giúp đội nhà đoạt cú đúp gồm La Liga và Champions League. Riêng Vinicius còn có cho mình giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải nhờ những màn trình diễn chói sáng. Tuy nhiên, tại Copa America 2024, Vinicius đã thi đấu không thành công cùng tuyển Brazil khi Seleção sấm dừng bước ở tứ kết. Trong khi đó, Bellingham đã tan mộng vô địch Euro 2024 khi tuyển Anh bại trận 1-2 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Chung cuộc, Vinicius, Bellingham và Rodri mỗi người đút túi 2 giải thưởng tập thể, không ai hơn ai. Dù vậy, đánh giá một cách công bằng, đã đến lúc Rodri xứng đáng được tôn vinh ở danh hiệu quả bóng vàng như một sự thừa nhận. Nếu theo dõi Premier League mùa giải 2023-2024 cũng như Euro 2024, chúng ta đều thấy tầm ảnh hưởng của Rodri lớn đến nhường nào, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng. Tiền vệ 28 tuổi này là mắt xích không thể thiếu từ cấp câu lạc bộ trong mùa áo Man City đến đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Ở bất kỳ nơi nào, Rodri cũng trở thành cỗ máy cầm nhịp, điều tiết và đánh chặn từ xa cực kỳ hiệu quả. Thậm chí không quá khi nói rằng cựu sao Atletico là trái tim của cả Man City lẫn tuyển Tây Ban Nha, ghi dấu ấn đậm nét vào hành trình vô địch của họ. Nếu vắng Haaland, De Bruyne hay Foden, Man City vẫn sống khỏe. Nhưng nếu thiếu Rodri, đội bóng của Pep Guardiola lập tức gặp vấn đề. Minh chứng là họ thua cả 4 trận ở Premier League 2023-2024 khi cầu thủ mang áo số 16 không thể ra sân. Hiếm có một cầu thủ nào hiện tại mang tầm ảnh hưởng lớn lên các trận đấu như Rodri, và giải thưởng quả bóng vàng rõ ràng nên thuộc về người giỏi nhất. Thành tích của Rodri đã vượt qua cả các cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid đang là ứng viên quả bóng vàng.
trước thêm Euro và Copa America, Vinicius được xem là người sáng cửa giành danh hiệu quả bóng vàng nhất. Tuy nhiên, Vinicius và tuyển Brazil đã thi đấu không thành công khi bị loại sớm ở Copa America 2024. Một cái tên khác cũng được xem là đối thủ lớn của Rodri là tiền vệ tuyển Anh Jude Bellingham, nhưng ngôi sao này chơi không quá ấn tượng tại Euro 2024. Mặt khác, tuyển Anh của Bellingham cũng lỡ hẹn với chức vô địch. Điều này khiến Bellingham mất điểm trầm trọng cho cuộc đua giành danh hiệu quả bóng vàng 2024. Một ứng viên tiềm năng khác bất ngờ nổi lên là Dani Carvajal. Trước Euro 2024, Dani Carvajal không nằm trong top những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng, dù chơi rất hay trong mùa áo Real Madrid. Một năm rưỡi qua, Rodri đã lên ngôi ở Premier League 2 lần, FA Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu, Club World Cup, Nation League, Euro, và không chỉ danh hiệu tập thể, anh còn nhận các giải thưởng cá nhân khác. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của chung kết Champions League 2022-2023 và cũng là cầu thủ hay nhất của cả giải đó. Đoạt quả bóng vàng của Club World Cup 2023, đoạt giải cầu thủ hay nhất của vòng chung kết Nation League 2023 và giờ là giải thưởng cầu thủ hay nhất của Euro 2024. Đã từng có cầu thủ nào đạt được những thành tích lớn đến như vậy trong vai trò của một tiền vệ? Rodri thậm chí còn đang làm tốt hơn cả Cristiano Ronaldo, một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử. Ronaldo đã có giai đoạn có số danh hiệu nhiều hơn số trận thua trong màu áo Real Madrid, nhưng Rodri có số danh hiệu không những nhiều hơn số trận thua mà còn hơn gấp đôi. Không ngạc nhiên khi Rodri được sướng tên trong những tranh luận về giải thưởng quả bóng vàng của năm nay, và nếu đặt anh vào bối cảnh lịch sử, anh còn xứng đáng hơn nhiều tên tuổi đã từng đăng quang. Quả bóng vàng đã từng trao cho một số tiền vệ như chỉ Lothar Matthäus của 1990 thực sự ở tầm vóc xuất sắc ngang ngửa Rodri, đặc biệt khi vai trò của họ là giống nhau. Xét nhiều yếu tố, Rodri thậm chí còn xứng đáng hơn Luka Modric năm 2018, còn Matthias Sammer khi đoạt quả bóng vàng năm 1996 nhờ danh hiệu Bundesliga và chức vô địch Euro thì Dortmund của ông chưa vươn tới đỉnh châu Âu. Ruud Gullit của năm 1987 cũng rất vĩ đại, nhưng Gullit đoạt giải trong năm mà AC Milan và Hà Lan chẳng có danh hiệu nào và ông chơi thiên về tấn công. Tất nhiên, chuyện đoạt quả bóng vàng vẫn là chuyện các nhà báo bỏ phiếu cho ai họ cảm thấy xứng đáng nhất trong một năm. Vậy những đối thủ của Rodri là ai? Jude Bellingham rốt cuộc không xuất sắc ở cả Euro như hy vọng, dù anh có những khoảnh khắc hay. Còn Vinicius chìm nhìn ở đội tuyển Brazil và rời Copa America khá sớm. Harry Kane sẽ không có cửa vì không có danh hiệu tập thể. Dani Carvajal vẫn là một hậu vệ, anh có thể đỏ vía và đóng vai trò người hùng lớn ở các trận đấu quan trọng, nhưng nếu xét về xuyên suốt quá trình của cả mùa giải là chưa đủ. Còn Lionel Messi, Messi đã ở Mỹ và anh dù vô địch Copa America, nhưng James Rodriguez mới là người nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất giải đấu đó. Vậy nên cuối cùng M10 thậm chí còn chẳng có tên trong danh sách 30 ứng viên cuối cùng. Như vậy, cánh cửa đã mở toang để Rodri trở thành quả bóng vàng người Tây Ban Nha đầu tiên của thế kỷ 21. Không có giải thưởng cá nhân nào là hoàn hảo, vì đã bỏ phiếu là sẽ có sự thiên vị ở đâu đó, nhưng sẽ là một sự bất công cho Rodri nếu anh không đoạt giải.